Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Kiều Thanh hoa hồng trên ngực trái. Từ trà cà ve đến phát ngôn gây sốc, tôi là người thứ ba. Kiều Thanh nổi tiếng với vai diễn trà cà ve trong Phía trước là bầu trời. Mới đây quay trở lại phim ảnh, cô gây sốc với phát ngôn tôi là người thứ ba. Kiều Thanh sinh ra trong một gia đình tại Hà Nội, theo nghề sư phạm nhưng sau đó bỏ ngang. Năm 1999, cô thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh, bỏ lại giấc mơ con gái làm giáo viên của bố mẹ cô. May mắn Kiều Thanh đỗ điện ảnh và đến với nghề diễn một cách tình cờ. Cơ duyên giúp Kiều Thanh đến với khán giả là khi cô gặp được đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây được coi là một trong những may mắn để cô tạo ra những dấu ấn cho riêng mình, khẳng định năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân thông qua vai Trà Cà Ve trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Vai diễn Trà Cà Ve tạo điểm nhấn trong diễn xuất của Kiều Thanh. Từ diễn biến tâm lý của nhân vật đến lời thoại của Kiều Thanh đều khiến khán giả yêu thích. Vai diễn này đã giúp cô thực sự tỏa sáng cùng với dàn diễn viên Phía trước là bầu trời lúc bấy giờ. Sau Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh còn thành công qua các bộ phim như Dòng sông Phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, vân vân. Ngoài đóng phim truyền hình, Bảo Thanh còn là một vai diễn kịch năng nổ trên sân khấu nhà hát kịch Hà Nội. Nhờ sự cố gắng trong công việc, năm 2016, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc nên chuyện tình cảm của cô được khán giả quan tâm. Nhưng Kiều Thanh khá kiên tiếng trong đời tư. Đến năm 2012, Kiều Thanh bất ngờ chia sẻ với công chúng việc mình đã có một cậu con trai gần 1 tuổi dù chưa từng kết hôn. Bắt đầu từ lúc này, cô ít xuất hiện trên truyền hình, cô cũng không hào hứng với chuyện chia sẻ thông tin cá nhân trước công chúng nữa. Nói về việc sinh con, Kiều Thanh chia sẻ, đúng, tôi đã sinh em bé, tôi không có ý định giấu, nhưng cũng không muốn tuyên bố những chuyện như thế này trên báo chí. Tôi nghĩ đây là cuộc sống riêng của tôi, người phụ nữ nào cũng muốn được làm mẹ. Tôi đã có nhiều năm cống hiến, lao động miệt mài với nghề diễn, nhưng cuối cùng lại nhận ra tôi cũng như tất cả thảy những người phụ nữ khác muốn thực hiện thiên chức là mẹ của mình. Mới đây, Kiều Thanh bất ngờ trở lại với một vai trò nhỏ trong Hoa hồng trên ngực trái và gây sốc khi tuyên bố về tình trạng hôn nhân của mình. Kiều Thanh nói, tôi từng mặc áo dài, chữ hỉ ra mắt nhà chồng và chụp ảnh chung với chị vợ cả, nhưng tôi chưa công bố với tôi đám cưới là để dành cho cha mẹ, gia đình, họ hàng hai bên. Còn tôi không quan trọng điều đó, điều mà tôi cần là cuộc sống vợ chồng thế nào. Mọi người nói tôi làm mẹ đơn thân, nhưng thật ra tôi vẫn sống cùng cha đứa bé từ ngày đó đến giờ và vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên tuổi dậu còn khẳng định mình là người thứ ba. Đúng, tôi là người thứ ba, làm người thứ ba mà được vợ cả yêu quý. Tôi mang lại những điều tốt cho người đàn ông của tôi, gia đình, nhà chồng cảm ơn tôi, vợ ấy cảm ơn tôi. Tôi có thể tự tin nói điều đó. Mọi người đang có ác cảm với con giáp thứ 13, nhưng mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng nên đừng so sánh áp đặt, Kiều Thanh nói với Dinh vào lễ ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngay khi thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về chuyện là người thứ ba, hình ảnh lẫn phát ngôn của cô lập tức gây tranh cãi. Đa phần khán giả đều phản cảm với các chia sẻ của Kiều Thanh. Họ không đồng tình với một người phụ nữ sống chung với người khác mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Một số khán giả lên tiếng sẽ tẩy chay vai diễn của Kiều Thanh trong Hoa hồng trên ngực trái. Trên thực tế, Hoa hồng trên ngực trái phát sóng thì vai diễn của Kiều Thanh không được chú ý. Thứ nhất, cô bị mất hình ảnh sau phát ngôn sốc. Thứ hai, vai của cô ít đất diễn. Thứ ba, sau nhiều năm rời xa màn ảnh nhỏ, Kiều Thanh không đáp ứng được yêu cầu của khán giả. Lần trở lại lần này của Kiều Thanh không gây được ấn tượng gì, thậm chí cô còn mất nhiều hơn được sau khi chia sẻ thông tin riêng tư gây tranh cãi của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới
để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.